Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhấn like, đăng ký để cập nhật video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình góp nhận 120 tục cần min của khoảng 48 đô nữa bạn. Thì để tham gia hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mở đến tạo tài khoản start chatbot nè bạn. Giờ bạn bấm cho này góp. Điều đầu tiên các bạn cho đến group kênh Zalo nè. Chọn group, gặp bắt đập lại, chọn tiếp kênh Zalo nè các bạn. Sau đó bạn bắt đập lên. Tiếp tục follow tờ Twitter và retweet pinbot. Tờ Twitter bạn theo dõi. Bạn like, bạn chuyển dẫn, tờ tweet, tăng dần các bạn mình giao cho bạn. Rồi bạn tờ tweet lên. Sau đó bấm register. Sau đó bấm vào bot. Bot là gì ta? Cái hộp. Rồi, dùng đầu tiên mình địa chỉ email bạn giao nè. Sau đó các bạn submit địa chỉ TGC20 các bạn. Thì các bạn dùng địa chỉ trên dưới cho link của mình nè. Rồi các bạn dùng địa chỉ TGX các bạn. Sẽ chép những cái hết cho bot. Sau đó các bạn lên profile Twitter. Bằng mặt Twitter các bạn ra nè. Nó phải gạch cùng những cái mũ sơ. Nó phải gạch cùng những cái xe. Cho nó chụp mình gạch nè. Rồi chụp bot nè. Sau đó submit lên review. Rồi các bạn chia sẻ nè các bạn. Các bạn sẽ chụp mình gạch nè các bạn. Phải bài này không ta? Phải. Rồi lại chụp bot nè. Sau đó bấm vào menu nè các bạn. Rồi bấm mình bằng xe sẽ xuống cầm kiếm được. Ok bạn gì mình ghép xe mẹ những cái thằng nó kiếm tôi cần qua. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.